Anh Đom Đóm và chị Giọt Sương mến chào tất cả các bạn nhỏ đang lắng nghe chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon của đài Quan Quay Radio. Các bạn ơi, các bạn còn nhớ ông Abraham không? Người đã rất tin cậy Chúa và vâng lời Ngài để đi đến nơi mà ông hoàn toàn không biết trước. Và phần thưởng của sự vâng lời chính là vùng đất Canaan. Tại đó Chúa đã ban phước trên gia đình và tài sản của ông. Bò, chiên, lừa, lạc đà tăng thêm rất nhiều lần so với trước đây. Vậy Giọt Sương còn nhớ là khi rời khỏi quê hương, ngoài vợ là Sarah thì Abraham có đem theo một người cháu nữa tên là gì không? Dạ, là Lót ạ. Đúng rồi. Abraham đem theo gia đình cháu mình là Lót. Câu chuyện em kể mà sao em không nhớ được chứ? Giọt Sương biết không, Lót đi theo Abraham và Chúa cũng ban phước trên Lót cùng với gia đình của ông. Cũng giống như là bầy súc vật của Abraham, bầy súc vật của Lót cũng tăng lên thật là đáng kể. Như vậy thì có làm sao đâu anh, vậy thì càng tốt chứ sao? Đúng là mọi thứ dư dật hơn thì càng tốt, nhưng chính vì sự phát triển đó mà có một sự mâu thuẫn xảy ra trong gia đình của Abraham và Lót. Chuyện gì vậy? Anh Đom Đóm kể cho em và các bạn nhỏ nghe đi. Ừ, chuyện là như vậy. Sau khi đến Ai Cập để lánh nạn đói, Abraham cùng vợ, Lót và tất cả gia nhân trở lại Bê-tên. Lúc bấy giờ, Abraham trở nên giàu có, ông có nhiều gia súc và vàng bạc. Lót cũng có nhiều bầy chiên, bò và lều trại. Vùng này không đủ chỗ cho họ ở chung vì tài sản của họ quá nhiều, lại có tranh chấp giữa những người chăn súc vật của Abraham và Lót. Abraham nói với Lót: "Bác cháu ta không nên tranh chấp với nhau. Những người chăn súc vật của chúng ta cũng vậy, vì chúng ta là bà con. Cả xứ đang ở trước mặt cháu. Chúng ta hãy chia tay nhau. Nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ qua bên trái. Nếu cháu chọn bên trái thì bác sẽ qua bên phải." Lót ngước mắt lên nhìn xung quanh, thấy đồng cỏ bao la, đất đai phì nhiêu, liền chọn toàn bộ đồng bằng bên kia sông Giô-đanh. Lót dời gia đình và các bầy súc vật sang phía đông. Vậy hai bác cháu chia tay nhau. Áp-ram định cư trong xứ Canaan, còn Lót thì ở gần thành Sô-đôm. Dân thành Sô-đôm lúc bấy giờ rất độc ác và phạm tội gớm ghiếc trước mặt Chúa. Lót chọn ở gần thành Sô-đôm hả anh? Ừ. Em biết là thành đó gian ác và tờ hình tượng dữ lắm, sau này còn bị Chúa thiêu bằng lửa nữa đó. Đó, rất là buồn khi Lót chọn sống gần đó, vì trước mắt Lót chỉ nghĩ là nơi đó sẽ sống tốt hơn. Nhưng Lót quên mất rằng Chúa đã chọn Abraham và ông ra khỏi nơi thờ hình tượng, giờ lại vì cái lợi ích trước mắt mà sống gần những người gian ác. Vậy còn Abraham thì sao hả anh? Nơi còn lại khô cằn và xấu xí hơn thì sao ông sống được? Giọt Sương biết không, nơi mà Chúa dẫn Abraham tới là một nơi rất tốt đó, tốt nhất trong các nơi quanh xứ. Chúa thấy tấm lòng biết nhường nhịn của Abraham nên Ngài ban cho Abraham vùng đất thật là trù phú. Cây nào mọc cũng tươi tốt, cỏ mà súc vật ăn và làm cho phát triển rất nhiều. À, hay quá, em càng ngày càng thích ông Abraham rồi đó. Em muốn nghe nhiều thêm về ông nữa. Em đừng lo, anh sẽ kể cho Giọt Sương và các bạn những điều đặc biệt Chúa làm trên ông Abraham. Cứ tiếp tục theo dõi chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon mỗi ngày thì các bạn sẽ biết ngay thôi mà. Vậy bây giờ anh Đom Đóm cho câu hỏi cho các bạn đi nè. Bây giờ câu hỏi của chúng ta tối hôm nay là: Abraham đã làm gì khi chia đất với Lót? A. Nhường cho Lót phần đất nào Lót muốn. B. Bắt thăm chia đất. C. Lấy phần đất tốt để cho Lót chọn phần đất xấu. Giờ xin đọc lại câu hỏi là: Abraham đã làm gì khi chia đất với Lót? A. Nhường cho Lót phần đất nào Lót muốn. B. Bắt thăm chia đất. C. Lấy phần đất tốt để cho Lót chọn phần đất xấu. Các bạn nhờ ba mẹ hay anh chị soạn tin nhắn theo cú pháp, họ và tên, dấu cách và đáp án, rồi gửi về tổng đài Chúc Bé Ngủ Ngon theo số 093-3939-862. Hoặc bạn cũng có thể gửi email về cho chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon theo địa chỉ chia sẻ@oneway.vn nha. Cũng là cú pháp đó, họ và tên, dấu cách, rồi đáp án. Nhanh tay lên các bạn nhé, những phần quà dễ thương đang chờ đợi các bạn. Còn bây giờ thì... Anh Đom Đóm và chị Giọt Sương chào tạm biệt các bạn nhỏ nha. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 21 giờ ngày mai nhé.